Rồi, Trâm Bò Thanh Tính xin chào anh em. Em mới về được mấy con bò đẹp đẹp nè. Con nhím muối. Bò này 7 tháng rồi lên trời anh em ơi. Lô này 7 tháng hết trơn. Con còn đít muối quá trời, đít muối luôn. Cái lưng nữa nè. Chà bá lửa. Có sừng nha anh em. Chân cẳng nè. Móng đứng. Con này 7 tháng rồi. Quá trời cái lưng. Cổ cục ngủng mà. Đó, em có đít nè. Nó lạnh cái đít rồi. Con này nó bự lên nữa, nó còn bung ra nữa cái đít này nè, nó dữ lắm anh em. Thường ít khi có được kiếm mới được có mấy con mà muối bự bự gì đó anh em. Dạng như nhà có điều kiện người ta không cần bán sớm rồi được mấy con bò này thôi, mà giá cũng nhát lửa anh em ơi. Thì mấy con này thì anh em nhìn mình biết rồi đó ha, tốc độ lớn thì khỏi chê đi, có anh em nào nuôi rồi mới biết, còn đó giờ chưa nuôi thì sợ nó không lớn như người ta, nuôi lần nữa biết. Thì điện kia kêu em đặt kiếm lâu lâu mới có anh em ơi, khó đây. Còn số 2 là con kem vàng ha. Lưng nè. Xương cẳng. Kem vàng lưng đít anh em khỏi chê. Điều bò hết sức. Kem vàng lông sát. Mặt này. Lưng nó màu tơi phê luôn á anh em. Lưng đôi ha. Đó. Có sừng ha, mặt nó đây. Chân móng này. Không gầy em về Cần Thơ không có quay cho anh em xem được. Em về lai rai lai gai. Cái gầy giá bò căng quá. Chung bây giờ đi ra bỏ đồng tiền thì nào cố nấy nghe anh em. Con này thì chân cẳng ok, ăn uống là bao ăn luôn. Con này ăn hèm rồi nghe anh em, hèm rượu ha. Con này vô ăn hèm rượu rồi, tập ăn hèm rượu luôn. Bóng bò đó này, anh em thấy nó lên ha. Còn được 5 con anh em ơi. Bò bự không chứ, này bò bự không ha. Cất xì lô con bò ha. Trẻ em là trẻ bò Thanh Tính ha, ấp Tư Thành Phú Cầu Kè Trà Vinh. Anh em có nhu cầu xài thì nhà em ha. Con này thì về gì thả vào đây luôn. Nó quen rồi. Con này thì nó ăn nước được luôn nghe nè. Con này tập qua cho nó ăn nước luôn. Con này là về là dỗ luôn. Đít da thì khỏi chê, siêu xám. Nói chung mấy bò vậy mà nó mua rẻ cho người ta được đâu ha nè. Có một số anh em lợi trại. Chả trả giá thì em cảm ơn thiệt, mà trả giá chưa bằng em đi ra mua người ta sao em bán được. Nhưng bò này nói chung không gài, bò này chắc em quay lên em thấy biết bò này gì. Hai con này nè, không gài lại trả không đủ vốn em bắt sao em bán. Nhưng mấy con bò này em nuôi đâu có sợ mà mất sức nữa, bự rồi mà. Nó giờ cỏ mình cắt sẵn thì chỉ cần thả vô ăn thôi, cột cái mắng nước rồi uống nước. Càng bự mình bán có càng có tiền chứ có gì đâu mà sợ. Nhưng bò vậy thôi khủng khiếp gì đây, anh em mua rẻ sao người ta bán mình được. Em trại của em ha, là không có mua bò của lái nha anh em. Một số anh em điện hỏi có mua lại không, không mua đâu. Bò đẹp trở nặng không mua được hết. Tại vì
Nói chung là em ở đây em bán cho lái, rồi bán thì bao lúc nào cũng bao người ta, cho nên là mua bò của mấy ông lái rồi không biết đường đâu bao. Qua dây chuyền nói chung là nhiều công đoạn quá, không không đảm bảo được chất lượng bò nữa, cho nên là không không mua hết anh em. Một số anh em điện hỏi hoài luôn, hỏi có mua hay không, thấy đăng trên YouTube gì hỏi có đi mua lái là không, chờ tôi coi nhóc. Với lại nói chung anh em mà trên có nhà dân á, coi trên YouTube của em điện em thì em đi mua, mà đa số thì điện em toàn mấy bò này không nè, bò VIP gì nè, giá cũng nhé, cục lửa xanh ha. Bởi vì em không báo giá được hết anh em, anh em có nhu cầu thì mình muốn xài thì móc điện thoại lên điện em cái ha, cho nó dễ ha. Để nhiều khi em báo giá lên trên rồi cái bắt đầu nhà dân mấy anh so con bò, mấy anh kêu giá với kỳ, nhưng mua bán với khách được luôn, kêu giá quá trời, kêu giá chênh lệch dữ lắm anh em, anh em thông cảm ha. Ưng mắt mình móc điện thoại cho mình điện cho nó dễ ha, tránh so đo giá cả là mất công lắm. Rồi anh em có nhu cầu thì điện em ha, anh tính ha, ốc từ thành phố cầu kè Trà Vinh, anh em mua từ 3 đến 4 con là em giao tới nhà ha, đủ số lượng là em giao. Rồi xin chào anh em ha.